Thấy bố bế em nhỏ, cậu bé ra đòi bế và hành động sau đó của ông bố khiến ai nấy ấm lòng. Mới đây một cậu bé đang chơi ngoài sân thì thấy bố đang bế em nhỏ đi dạo, thỉnh thoảng lại còn chơi đùa với em, trong khi bản thân lại phải chơi một mình. Mũi lòng cậu bé chạy vào nhà nói với mẹ rằng cậu bé cũng muốn được bố bế giống em. Thay vì từ chối hoặc cho rằng cậu bé lớn rồi nên không bế được, người mẹ đã lặng lẽ bước ra sân, nói nhỏ với ông bố rồi lấy tay bế lấy em bé nhỏ. Đến khi cậu bé chạy đến chỗ bố đòi được bố bế, ông bố đã không ngần ngại đưa tay bế cậu con trai của mình lên. Dù thân hình của cậu bé đã quá khổ để bồng bế, cũng như sức khỏe của bố không cho phép bế con trai quá lâu. Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cũng làm cho cậu bé nhận ra bản thân cũng được bố mẹ yêu thương rất nhiều. Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip cũng nhận ra rằng để cậu bé có thể bày tỏ mong muốn của mình, điều đó có nghĩa gia đình thật sự là nơi cậu bé tin tưởng nhất. Một số bình luận khác được cộng đồng mạng để lại: đứa lớn hay đứa nhỏ, đứa nào cũng là con, đừng vì đứa nhỏ mà bỏ đứa lớn, sẽ làm tổn thương tâm hồn mong manh của trẻ. Con cái dù bao nhiêu tuổi đi chăng nữa cũng muốn được an toàn trong vòng tay cha mẹ. Hãy yêu thương tất cả các con, đừng để các con tự biết cách yêu thương và che chở cho nhau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.